bà con ở trên bản có cái đám cưới, nên là hôm nay là có một cái chuyến xe chở cái phong bạt đám cưới này, đồ dùng có một cái đám cưới ở trên bản. Thì là chuyến xe đầu tiên của bà con dân bản chở những cái nhu cái vật liệu, cái nhu yếu phẩm rồi trang thiết bị để phục vụ cho bà con thôn bản. Xe đầu tiên hai vợ chồng anh Lai này là chuẩn bị đám cưới, nên là cái xe này chở. Xe chở cái gì đấy? Bàn ghế. Bàn ghế phông bạt à? Hay là trên xe có cái gì đấy? Bàn ghế đó à? Bàn ghế. Đi nè, đi đi. Vâng ạ. Bà con tháo những cái cây mà hôm trước rồi. Bà con liên hoan căng bạc lên. Trời cao bướng. Xe này thì xe 8 tấn 2 cầu. Nó mà chở cả vật liệu nữa là nó phải mười mấy tấn. Quan trọng là hơn là bà con ở đây sử dụng cái cầu thì đỡ đi cái vất vả cho bà con khi là chở những cái thiết bị mà những cái thứ mà trên bản cần thì ô tô có thể đi thẳng về bản. Hai nữa là các cháu học sinh đến trường vào cái mùa mưa lũ không phải đi qua những cái cây cầu tạm, nó mất an toàn mưa lũ. Cái cầu này thì nó vững chắc, cầu kiên cố bê tông rất là đảm bảo cho xe cũng như bà con nơi đây đi lại an toàn. Xin chào quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Như tập phim hôm qua thì các bác theo dõi cũng biết là anh em vừa tổng kết xong lễ khánh thành bàn giao công trình cầu bản Khe Vác cho bà con. Một cái buổi tổng kết rất là vui và hạnh phúc. Bà con rất là phấn khởi các bác. Hôm nay thì anh em đang tiếp tục có mặt tại cầu bản Khe Vác. Và hôm nay cũng sẽ tiến hành một cái bước đầu tiên là đi khảo sát một cái công trình mới để giúp đỡ. Và có lẽ là cũng rất là mong là tiếp tục nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân trên khắp mọi miền để tiếp tục có một đôi bờ vui mới cho bà con. Sắp đến mùa mưa lũ rồi các bác ạ. Các cháu học sinh đang đi lại trên cái con đường đấy gặp rất nhiều khó khăn. Và trong cái thời gian 3 năm qua ấy, thì anh em cũng đã giúp đỡ được rất là nhiều những cái hộ hoàn cảnh khó khăn ở những cái tuyến đường. Và cây cầu này là cây cầu thứ 6. Và trong suốt 3 năm qua ấy, thì tính đến thời điểm hiện tại thì anh em cũng đã nhận được cái đút bạc. Đó là cái quá trình phấn đấu cũng như là có sự góp sức của các nhà hảo tâm cũng như là quý vị khán giả.
và đồng hành cùng với anh em trong suốt 3 năm qua thì được các nhà hảo tâm tài trợ giúp đỡ cho rất là nhiều những cái máy móc. Thì bắt đầu từ công trình đề trơ là có máy phát điện này, máy đầm cóc này, tiếp sau đó đến cái vâng đến những cái công trình sau thì anh em tiếp tục nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, từ tắc tơ này, từ máy xúc này, và những cái nói chung là những cái máy phát điện này, dây điện này, nhiều lắm các bác, được các nhà hảo tâm rất là quan tâm và ủng hộ. Nên là hiện tại thì công trình cầu bản Khe Vác này đã giảm được rất nhiều chi phí khi mà thực hiện xong. Còn nếu mà không có máy xúc với xe tắc tơ cùng các loại máy móc thiết bị được các nhà hảo tâm thì có lẽ là mình nghĩ là chi phí nó không chỉ dừng lại ở hơn 300 triệu đâu, có lẽ là nó sẽ còn hơn nữa. Và mới đây nhất thì những cái thiết bị mà được các mạnh thường quân giúp đỡ là chiếc máy xúc hiện tại ở cái cầu này ấy, thì cái máy xúc bắt đầu mới được mạnh thường quân ủng hộ, thì anh em đi mua về để phục vụ làm cái công trình cầu Khe Vác này. Đấy, như những cái tập phim mà các bác theo dõi thì cái chiếc máy xúc đấy nó rất là hiệu quả trong những cái công việc, những cái phần việc mà anh em cần phải làm, ví dụ như móng miếc rồi trộn bê tông rồi đào đất, nói chung là nó đa năng ở chiếc máy xúc. Nói chung là một chiếc máy xúc được các mạnh thường quân ủng hộ và cho anh em cũng như là bà con, thì cái chiếc máy xúc nó đảm bảo được rất là nhiều cái nhiệm vụ và nó đa năng. Và đặc biệt hơn là anh em cũng xin được chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, và đặc biệt là bác Đinh Thị Dung hiện tại đang là sống ở bên Úc Châu. Năm nay bác ấy đã ngoài 80 tuổi rồi. Bác có xem được những cái video này thì anh em tìm thay mặt cho bà con là chân thành cảm ơn bác, chúc bác và gia đình có thật nhiều sức khỏe. Bác ấy năm nay ngoài 80 tuổi rồi. Bác ấy cũng ốm đau nên là chỉ nằm trên giường và xem anh em sử dụng chiếc máy xúc qua màn ảnh TV thôi. Qua đây thì anh em cũng thay mặt cho bà con xin gửi lời chúc chân thành và lời chúc tốt đẹp tới các mạnh thường quân và những tấm lòng vàng trong và ngoài nước đã gửi những cái chia sẻ những cái nguồn chia sẻ những cái nguồn tiền để cho anh em sử dụng vào những cái công trình thiện nguyện trên vùng cao. Ok, hôm qua thì các bác theo dõi video trong cái phần công khai chi phí cũng biết là anh em nhận được kinh phí từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trên khắp mọi miền gửi đến để ủng hộ làm cầu bản Khe Vác là 387 triệu. Trong đó thì anh em đã chi hết 367 triệu, gồm có phần cầu này, cống thoát nước này, phát sinh thêm cái rãnh thoát nước này, và đường bê tông 50m, rộng 3m, dày 16-18 phân, đấy, mark 200-250. Thì bây giờ hiện tại anh em còn dư là 20.240.000. Thì qua đây thì cũng thay mặt cho anh em kênh cũng rất là mạo muội xin với các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm là anh em sẽ chuyển cái số tiền 20 triệu đó để sang công trình mới, bởi vì là cũng rất là muốn là san sẻ, chia sẻ giúp đỡ cho thôn bản ở phía dưới này. Các cháu học sinh vẫn đang đi học và bà con vẫn đang qua lại cái cây cầu tạm đó để mà đi tới trường này, xong là đi ra phố, đi ra các trung tâm của xã để giao thương buôn bán, thì có công việc hành chính nữa các bác. Thì là mong là các mạnh thường quân sẽ giúp đỡ và ủng hộ để anh em chuyển cái kinh phí đó ra sang bên cây cầu mới. Đây, bà con ở trên bản xuống đây để nhấc mấy cái tấm ván. Hôm trước, hôm qua là bà con làm 3-4 mâm ở dưới cầu này, hôm đấy là nắng quá các bác. Hiện tại bây giờ trên này đang mưa phùn phùn, bà con sợ lũ ấy, lũ thì nó sẽ trôi mất ván đấy để dưới gầm cầu.
Đấy, còn số ván lại một ít cây trống thì mấy nữa anh em làm ở bên đấy thì sẽ dỡ luôn cái ván, cái lán kia, xong là chuyển hai, chắc là 2-3 xe đấy để xuống công trình mới luôn. Đấy, mới thấy là bà con rất là có trách nhiệm đấy. Khi mà thấy trời mưa xuống chắc là cũng không biết anh em ở đây đâu. Anh em đã hoàn thiện cái cây cầu kiên cố này rồi. Còn cái về cái phần cầu tạm này, hôm trước là anh em cũng trong thôn bản cũng có cái kế hoạch là sẽ di rời cái cây cầu gỗ này để đến những cái vị trí mà bà con thường hay đi qua. Nó cũng qua suối nhưng mà nó vào những cái vị trí nó sử dụng được, để khi có lũ về thì bà con đi vào những cái nhóm nhỏ, nhóm lẻ để cho nó dễ dàng hơn. Xin thưa với các bác là ở trên vùng cao thì bà con cũng rất là khó khăn về cái nhu cầu đi lại, bởi vì ở đây là cái nhóm nó đông dân, nói chung là đông hộ, thì anh em đưa những cái cây cầu kiên cố. Còn những cái nhóm lẻ nó khoảng độ dưới chục hộ thì bà con sẽ di rời những cái cây cầu này về để giải quyết cái nhu cầu đi lại cho bà con. Rất nhiều đấy. Hôm trước là thấy các bác là có kế hoạch là di rời tạm cái cây cầu này để đến vị trí khác. Và bây giờ anh em sẽ nói thật là từ năm ngoái thì anh em cũng có chương trình là giúp đỡ cái cây cầu đấy cho bà con rồi. Bây giờ anh em sẽ đi khảo sát lại một lần nữa để cho chắc chắn, xem cái kế hoạch rồi lên cái kinh phí cụ thể, thì sau đó mới xin các mạnh thường quân ủng hộ để anh em giúp bà con ở cái bản đấy một cây cầu nữa. Mời quý vị cùng theo chân anh em. Anh em đang chuẩn bị sang bên kia, trời đổ mưa to xuống rồi, đang phải chạy xuống lán xuống. Hiện tại thì anh em đã đến cái vị trí mà anh em dự kiến để giúp bà con trên thôn bản, một cái cầu nhỏ nhỏ. Này thì anh em cũng đang nghiên cứu xem là để đưa ra những cái phương án giải pháp làm cho nó đảm bảo. Cái thời điểm này sắp vào mùa mưa rồi nên là cũng cố gắng làm sao để làm cho nó nhanh. Bên dưới này đủ đáy à?
khai thác đá, khai thác đá để lấy ít đá. Cái này anh em sẽ làm một hai cái cánh đón nước ở cái khe này thôi, chéo chéo vào đây và chéo chéo sang cái hòn đá bên kia. Cái đất chỗ này nó cũng bất ổn nên anh em đang tính nghiên cứu là khả năng phải đổ đáy, xây hai trụ hai bên rồi, nhưng mà cái đáy này nó khoét. À, dưới này cũng có đá liền đấy thôi, phải không? Hòn này có ổn không? Thấy cái mùa khô này thì cái nước nó ít ít thôi, nhưng mà vào cái mùa lũ là cái cầu này ngập, nên là cái đi lại của các cháu với lại bà con nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Đợt trước mà anh em vào cũng xem kìa, thì rác nó quấn lên cái dọ đá ở bên phía bên kia. Đây, đằng này nó lên cao đến đây này, ngập ngay sát gầm cầu. Đi lại mà nước nó to lên đến sát cầu này là rất là ghê, sợ nữa, bởi vì cầu là cầu tạm, nó nguy cơ nó trôi đi bất cứ lúc nào. Đây này, nước lên đến tận đây cơ mà. Lấy xúc cho đá và xếp tạm để đi cái chỗ này đi ô tô. Với lại cái lòng này ấy, cái lòng này nó đang hẹp, cái lòng cầu này này nó đang hẹp. Bây giờ mình mở rộng nó ra một chút nữa và cái khoang thoát lũ này nó rộng lên thì nó sẽ không ngập lên nữa. Đá nữa, không biết trong này có đá không, khai thác đá kiểu gì. Cái này là cái lòng suối, toàn bộ là đá, nó đá xếp này. Chắc anh em phải tính đến cái phương án là đổ cái đáy và dùng hai dầm để chống hai mố lại, đổ đáy như dạng ở suối dầm ấy. Nhưng mà anh em đây là làm cầu chứ không phải là làm cống. Cầu anh em sẽ sử dụng đá bê tông đá hộc để làm trụ như cầu khe vác vừa xong. Nhưng mà cái khe vác thì nó còn trên đá liền khối, cái này nó gọi là đá xếp như thế này, chắc là phải sử dụng đến cái phương án là phải đổ răng chống hai trụ. Rồi, cắt. Nước vào mùa khô này thôi, còn vào mùa lũ nước lên to lắm. Đây. Tận trên này này, bây giờ nâng đường lên hết cỡ thôi. Này chắc phải nâng đường lên tí nữa quá. Chắc phải lên tầm này quá. Lên bằng đỉnh dốc kia thôi. Đỉnh kia là không, đỉnh kia là cao tương đối rồi. Là cao, thứ hai là phải mở rộng. Thế. Mở rộng cái khoang thoát lũ. Chỗ này nó bóp vào một tí này, phải ra đến đây. Đo thử ra hỏi Trinh, lấy thước mét ở trên xe. Theo anh em được biết thì bà con nơi đây chia sẻ là cái suối này cũng khá là dài. Và đấy, như mọi người biết là hôm nay anh em không mang, cái thời tiết nó mưa, không bay flycam cho mọi người biết được. Theo cái địa hình ở quanh đây ấy, thì nó nguy cơ nó sạt lở nữa cơ. Đấy, phía trên này này, đây rõ nhất là phía trên kìa. Đất nó cũng không ổn định lắm. Thế sang bên này đấy. Làm bằng cái cầu này. Nhưng mà nó sang bên này đấy. Sang bên đấy thì không, phá. Không sang đấy đâu. Nó sang bên này. Không sang đâu. Bên này vướng hai hòn đá kia. Vướng hòn đá nó vẫn chảo thôi. Đây, lấy cái đây. Đây, kim thì nó ở đây. Đây, kim ở chỗ này.
Đây, nhìn qua đây không ổn đâu. Nhất này. Ở đấy. Nó sang bên này. Sang bên này nhưng mà nó cũng đổi dòng bên này. Nó không đổi dòng đâu, đưa vào đây đi. Nó thoát kia kìa. Đây phải vuông vào suối. Đây. Đấy. Cái đường nó ở trong này. Nó đánh tan cái đường này. Nó là mất sát ngoài này. Đây ra ngoài này quá. Mày đang nắn thẳng đường này. Nắn thẳng cái đường này. Khả năng là phải đi sát vào gốc cây à? Ờ, không đi cái đường á. Cái đường vẫn ngửa thẳng qua cái đuôi thước của em ấy. Cả kè. Thôi. Mấy cái tấm bạn liên đổ. Lần này thiết kế cầu mặt bạn luôn. Đổ một tấm liền luôn. Tấm liền nhưng mà nó dài thế này. Dài 6 mét thôi chị. 6 mét đúng không? Đo xem nào. Đo sang đây bao nhiêu mét? Làm 6 mét 8 đi. 6 mét 8 dưới lắm. 6 mét sợ không ổn. Không ổn. Cao lên rồi. Nhưng bằng này nữa đảo. Lên 1 mét. Hôm nọ là tính là từ cái đỉnh kia lên. Đấy. Nâng cao mặt cầu lên 1 mét nữa thôi. Đấy, đổ đất thế này vui chứ đây càng kia xa lắm. Không tưởng là... Làm 6 mét á, 6 mét. Này 3 mét xíu, 4 mét xíu rồi. 4 mét. Thoải mái luôn. Cao 4 mét rưỡi, rộng 6 mét. Khoang thoát lũ. Rồi lấy thì chỗ này, cái tim chỗ này không làm. Đấy là đi quặp sang bên này đấy. Không, quặp đó. Đấy, anh từ từ nhé. Nóng rất là. Ô, bên đầu bên đấy. Đầu đường bên đấy lại cua. Đầu đường vẫn phải cua rồi. Em đang muốn xem bên bản cái đám ruộng này này. Đó là có xin một cái đám ruộng này, một cái góc đám ruộng này đi không? Đấy. Thứ nhất là vừa lấy đất san ra mặt đường, thứ hai là để nắn cái cua cho rộng ra. Đây đo sang đây xem nào. Bên này thì rộng. Lấy vào bên trong này một tí này. Bên trong này nó rộng. Lấy đường. Bên trong này nó còn rộng. Lấy vào bên này để bên kia đỡ cua, cua nó mềm hơn này. Mềm thì nó lấy vào cái ruộng kia một tí. Cái ruộng lấy vào bà con đang có ruộng để sản xuất. Thế rồi. Có tí ruộng để sản xuất lấy vào ruộng à. Đấy, một góc ruộng ấy có bé tí mà nó còn là tôi gắn miếng cả bé nữa. Được chưa? 5 mét rồi đấy. Đây này. Đó đấy đường nó rãnh sau nó đúng. Mà sau sạt trên này không sạt nữa, đừng có đào nữa. Đường hiện tại bên này thoải mái rộng, đo từ đấy vào đây xem lòng đường còn bao nhiêu. Có 2m7 cả lề nữa đủ rãnh. Chỗ này lấy ra đây ít thôi chứ. Đây còn chưa đến góc chậu đâu mà. Ôi. Đấy rồi. Lấy và sát gốc chậu này đi. Không. Đấy, cho đào rãnh cái gì đâu. Chỗ này nên chứ. Cái đường này sau tim đường nó ở chỗ này này. Nhưng mà nó tim đường nó ở tim đường sau nó ra đây. Tim đường nó ở đây. Đây này. Bỏ cái cua đi ngắn cho cái thẳng từ cái đỉnh kia. Ra cái đỉnh này luôn. Bỏ cái ngắn từ đỉnh này. Đây. Đây không nhiều đâu. Cái này. Chỗ này bắt đầu từ đây đi. Đây cái này thôi. Đây này. Phải lấy nếu mà lấy vào đây rồi. Đúng, cái này thôi.
Đây. Đây sợ ông ruộng bà con thì có tí để sản xuất đây này. Mà chỗ này không có nước thấy bà con trồng ngô đây. Một tí chỗ này đồng ý thôi, chỗ này nó có một ít thôi, này tính ra được khoảng chục, trước đây 4-5 mét vuông thôi mà trồng được 3 cái ngô thôi. Đỉnh nó tít tận mọi sát hòn đá kìa. Đỉnh ở đây thôi. Đỉnh cua ở đây, nó thẳng đỉnh kia nữa ra đây. Hai mét tư rồi đấy. Hai bốn rồi đấy. Tìm đường nó ăn vào lệch vào bên trong này tí chỗ kia không. Hòn đá này á, sau cái đáy đây, vừa rồi anh em cũng đi xem qua rồi. Đằng nào là sẽ lấy vào bên này, vào một ít, vào chỗ kia nó vào khoảng 1m7, chỗ nhiều nhất là vào 1m7, nó cái để nắn cái cua chỗ này cho nó thẳng, bỏ cua chỗ này và để đình cua ở trên kia thôi. Xem là nào là bà con trưởng thôn sẽ có trách nhiệm giải quyết cái chỗ đất này. Lán thì anh em khả năng là cho bà con dựng lán ở bên này, lấy cái chỗ này để tập kết vật liệu này. Cái đường đây ra ngoài kia thì cũng đường đất đỏ, nhưng mà vào cái thời tiết mưa là cũng sẽ trơn. Còn về phần như những cái công trình khác không, anh em chủ yếu là tận dụng đá cát sỏi tại chỗ. Nếu có, anh em sẽ cho bà con ra khai thác để làm sao mình cái chi phí làm cầu để nó giảm xuống tối đa. Đá trong này thì bên này nó không sẵn đá như ở Khe Vác, nên là chắc là phải cho bà con dùng búa, dùng máy xúc của anh em khoan và phá để lấy một ít đá. Sau này còn cái móng và còn cái hai cái bốn cái tường cánh. Đá nhỏ thì trôi hết rồi, không có nếu dưới này có một ít thì xong vàm nữa vào anh em sẽ cho máy xúc lật hết lên để gom đá. Trước mắt là gom đá đã. Lên cái bãi trên này tập kết ở bên này. Cái này máy xúc vào mở cái lối xuống để xe xuống, tắc tơ xuống. San cho nó chéo chéo xuống kia để xuống tắc tơ. Đấy, kích thước thì anh em vừa đo vừa khảo rồi. Sau này anh em sẽ nâng cái mặt cầu lên bằng cái đỉnh đường trên này. Hôm nọ anh em cũng vào đi cao độ rồi là nó cao hơn cái mặt cầu hiện tại này là 1 mét nữa.
tức là sau này mặt cầu của mặt cầu thiết kế, mặt cầu thiết kế là cao hơn cái mặt này, từ đây lên 1 mét nữa, nó lên khoảng tầm này. Và cái khoang này là chiều cao từ dưới cái đáy suối lên, chiều cao thiết kế đấy là anh em đang dự kiến là làm khoảng 4 mét rưỡi. Và chiều rộng của khoang thoát lũ là anh em sẽ làm đến 6 mét. Đang làm ngoài 6 mét thì nó hơi với tí, làm cho đủ 6 mét thôi. Cái này thì vào một cái mùa mưa lũ là nó cũng khá là lũ, khá là to. Anh em hôm nào sẽ có những cái thước phim mà bà con ghi lại thì gửi tới quý vị khán giả được biết là những cái con suối ở vùng cao vào cái mùa mưa lũ. Ok, anh và anh em vào cũng cập nhật một cái video ngắn ngắn để gửi tới quý vị khán giả cái chương trình và cầu đường sắp tới của anh em dự kiến làm giúp đỡ bà con trên bản. Và có lẽ video của anh em cũng xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập phim tiếp theo. Xin chào quý vị và các bạn.